chào mọi người. Hiện tại là Tuấn đang trong phim trường. Đây là một dự án mới của Tuấn. Một kiểu là nó bụi bặm hơn, nó hiền hơn, chứ phải bụi kiểu giang hồ. Đây là một bài rất là thú vị ha. Mọi người coi xung quanh. Đây mọi người. Ekip đang làm việc. Đang test, này gọi là đang test máy, test về phục trang, rồi test make up nè. Test cái camera mà biết như thế nào. Mọi người chút xíu là phim này có đóng chung với lại chị Thu Trang nè, Destiny nè, anh Hoàng Sơn, anh Tiến Cương và anh Tiểu Bông Quốc. Có nam em nữa. Nam em thì rất dễ thương, mọi người biết một không? Và có nhân vật rất là đặc biệt, đó là đóng chung với Dịch. Không biết bà Dịch bắt đầu sao? Thì ra cho coi bà Dịch. Có thể là con Dịch, có thể là con Ngang. Đúng không, con Ngang không mọi người? Con này con Ngang đúng không? Con Gẹt. Nó là làm gì bậy bậy hôm nay phải không? Thôi. Trời, con gái đang đến cửa kìa con gái chứ. Đi ra. Mày á con. Mày nhớ, mày tao đang livestream mà mày giỡn mặt hả? Linh quá. Mọi người ơi, có một đứa đang giả lộ trong đây. Đi ra. Nó đang giả lộ. Thôi, giữ bí mật thôi. Để được rồi nha. Ok chưa? Mọi người đã thấy thích thú không? Này, nên cho mọi người biết vừa đủ thôi. Rồi, thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Nhớ ủng hộ phim của Tuấn với các anh chị đồng nghiệp nha. Cảm ơn mọi người.